Xin chào các bạn, mình là Thanh đến từ Dũng Body. Và ngày hôm nay tiếp nối CD clip về tư duy tổng hợp trong việc học tiếng Nhật thì mình sẽ lại mang đến cho các bạn một siêu phẩm nữa mọi người ơi. Rồi đấy, clip ngày hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn tổng hợp lại 12 cách nói về nguyên nhân và lý do trong tiếng Nhật, những cái mà chúng ta sẽ có thể gặp trong quá trình học tiếng Nhật từ cơ bản cho đến nâng cao. Và sẽ lại là một clip hơi bị nặng kiến thức một chút. Mọi người ơi, hôm trước mình có đọc một cái comment như này mọi người ạ. Công nhận là đúng là những cái clip mà mình đang làm và sẽ làm trong thời gian sắp tới thì thường sẽ là những clip mà nó hơi nặng kiến thức một chút. Nhưng mà thực sự là mình rất là muốn tạo ra những cái clip mà nó có cái nội dung đi về mặt giá trị lâu dài, giúp các bạn có thể đi sâu tìm hiểu về cái bản chất của việc học tiếng Nhật. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì cũng thế, khi mà mình hiểu được bản chất thì mình sẽ phát triển được nó theo chiều sâu và chiều rộng dễ hơn, đúng không nào? Và cũng chia sẻ một chút, đó là để làm được những clip này nó sẽ hơi bị mất thời gian, kể cả về chuẩn bị lẫn cả phân tích nữa. Nên là mình rất rất hy vọng các bạn khi mà xem những clip của mình nói riêng và của Dũng Mori nói chung thì các bạn đừng tiếc bỏ ra một like để có thể tặng cho bọn mình. Và để lại một chút cái comment sau khi xem xong mỗi clip của bọn mình nhá, như là một cách để chúng ta trao đổi, kết nối với nhau, tạo động lực cho nhau nhiều hơn. Ok, nói liên thiên nhiều quá, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Trên màn hình lúc này thì mình sẽ đưa ra luôn cho các bạn danh sách 12 mẫu ngữ pháp ngày hôm nay mình muốn giới thiệu. Và các bạn có thể thấy số 1 của chúng ta là một cách nói mà các bạn đã gặp từ hồi sơ cấp rồi phải không nào? Đó là kara. Thì ok, bây giờ sẽ là kara nhá. Về cơ bản, đây sẽ là một cách nói mà nó đưa ra lý do hoặc là giải thích cho một cái việc gì đó. Và đặc biệt là trong những cái câu mà đuôi câu nó là dạng cơ câu mệnh lệnh này, hay những cái câu mà thể hiện ý chí này, hoặc là trong những cái câu mà để trả lời trực tiếp cho một cái câu hỏi là lý do vì sao á, thì cái từ kara này nó sẽ là một cái cách nói mà được dùng nhiều nhất và dễ dùng nhất. Về cách kết hợp của nó thì các bạn thấy kara nó sẽ có thể đi sau ngay đuôi câu, chia ở cả thể thường lẫn cả thể gì nhỉ, thể lịch sự của danh từ, động từ, tính từ, cái nào cũng được nhá. Thì bây giờ mình sẽ xem thử những cái ví dụ xem là gì nhỉ. Có đúng rằng là những cái đuôi câu của nó thường là những cái câu mà thể hiện ý chí, những cái câu mà kiểu như mệnh lệnh, hay trong những cái câu mà hỏi trực tiếp lý do vì sao không nhá. Bây giờ cái câu đầu tiên này, "暗くなってきたからもう帰ろう" là gì nhỉ? Ôi giời ơi, trời tối rồi kìa, nên là về thôi. Đấy, kaero. Thì trong câu này dùng cái từ kara đi với cái câu mà đằng sau thể hiện cái gọi là hô hào ý chí như vậy, đúng không nào? Hay là một câu mà đưa ra cái căn cứ cho cái suy đoán của đằng sau, ví dụ như là "今年は夏暑かったから秋の紅葉が綺麗だろう" Câu này nghĩa là năm nay vì là mùa hè là nóng, thế nên là có lẽ là lá đỏ của mùa thu sẽ rất là đẹp đây. Đưa ra một cái căn cứ cho một cái suy đoán ở đằng sau. Hay là một câu khi mà các bạn muốn đưa ra lý do để trả lời trực tiếp cho câu hỏi vì sao. "日本に来た理由は何ですか?" "日本で仕事をしたかったからです" Câu này nghĩa là gì nhỉ? Tại sao bạn lại muốn đến Nhật? Thì bởi vì là tôi muốn làm việc ở Nhật thôi. Đó, thì là đưa ra cái câu trả lời trực tiếp cho cái câu hỏi vì sao, dùng kara rất là nhanh gọn như vậy nhá. Hãy xem cho các bạn hai ví dụ nữa, những cái câu mà về sau thường hay đi với thầy mệnh lệnh nhá. "危ないから入っちゃダメ" là gì nhỉ? Vì rất là nguy hiểm, thế nên là đừng có vào. Hoặc là "もう夜遅いから寝なさい" là gì nhỉ? Cái về sau cũng là cái câu đưa ra mệnh lệnh đúng không? Thôi trời tối rồi đúng không? Tối muộn rồi, thế nên là hãy ngủ đi. Đó nha, thì các bạn nhớ này, đặc biệt là trong những cái câu mà thường dùng trong cuộc sống, đằng sau đưa ra suy đoán này, mệnh lệnh này, những cái câu kêu gọi ấy, thì các bạn thấy là dùng cái từ kara là đơn giản, nhanh gọn nhất. Tiếp theo số 2 chúng ta có node, là một cách nói mà các bạn rất là hay thường gọi là thắc mắc, nó khác gì với kara đúng không nào? Thì đây cũng là một cách nói mà nó đưa ra cái nguyên nhân hay là một cái căn cứ cho sự việc gì đó, nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là kể cả trong cuộc sống hàng ngày cũng thế, cái từ node này nó sẽ thường được gặp nhiều nhất ở trong những cái câu mà gọi là dùng để xin phép này, nhờ vả đối phương này, hoặc là trong những cái văn cảnh mà chúng ta phải giải thích cái điều gì đó, hoặc là từ chối, đưa ra cái lý do để từ chối với khách hàng trong những cái văn cảnh như vậy nhá. Thì thực ra đối với người Nhật á, khi mà nói giữa kara và node thì trong cái cách nói node thì nó sẽ có một cái cảm giác gì đó nó được lịch sự hơn, nên là đặc biệt khi mà chúng ta cần phải xin phép, nhờ vả với những cái người mà người trên, những cái người mà chúng ta cần phải thể hiện sự tôn kính nhất, thì người ta sẽ thường dùng cái cách nói node để cho cái câu văn nó trở nên được trang nhã, lịch sự hơn. Một vài những cái ví dụ các bạn có thể tham khảo như sau. "時間になったので始めましょう" là gì nhỉ? Vì đã đến giờ rồi nên là chúng ta hãy bắt đầu thôi, đúng không? Rất là lịch sự, nhẹ nhàng như vậy. Hoặc là trong cái câu xin phép mà chúng ta gặp rất là nhiều này, đó là gì nhỉ? "すみません、ちょっと暑いので窓を開けてもいいですか?" Câu này là gì nhỉ? Rất là xin lỗi nhưng mà vì hơi nóng một chút, thế nên là tôi có thể mở cửa sổ được không ạ? Đó là cái câu xin phép, thì chúng ta nên dùng cái từ node như thế này, nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhá.
Thêm một câu cũng là về nhờ vả cho mọi người nhá. À, ví dụ như là 日本語に自信がないので この文をチェックしてもらえませんか? À, cũng là nhờ vả đúng không? À, vì tôi không có tự tin với tiếng Nhật, thế nên là anh chị có thể check giúp tôi cái câu này được không ạ? Hoặc là một cái văn cảnh lịch sự hơn, trong một cái nhà hàng chẳng hạn, khi mà mình muốn nhờ vả, mình muốn yêu cầu khách hàng là hãy không hút thuốc lá bởi vì nó có một cái lý do là gì, ảnh hưởng đến người khác, thì chúng ta cũng dùng node này, nó sẽ lịch sự hơn, trang trọng hơn nhá. À, ví dụ như là gì nhỉ? Hoka no okyakusama no go meiwaku ni narimasu node otabako wa go enryo itadaite orimasu. Nghĩa là vì sẽ gây ảnh hưởng đến những người khác, thế nên là rất là mong quý vị hãy đừng hút thuốc lá nhá. Và đến đây mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ để các bạn sẽ phân biệt được dễ dàng cái cách gọi là cái sự khác nhau cơ bản giữa node và kara. Đó là gì nhỉ? Sau cái node ở trong cái mẫu câu vế sau ấy, thì chúng ta sẽ thường là không đi với cái gọi là những cái câu gọi là câu nghi vấn này hay là cái câu mệnh lệnh. Cái mà gọi là cách dùng rất là căn bản của kara thì đằng sau hay đi với câu mệnh lệnh đúng không? Thì còn node thì đằng sau sẽ là những cái câu nhờ vả rồi, những cái câu giải thích các thứ rồi, thì chúng ta sẽ không đi với thể mệnh lệnh nhá. Còn trong một cái câu mà kiểu đưa ra cái nghi vấn thì thường người ta sẽ dùng kara. Còn nếu mà dùng node thì gọi là vẫn có thể dùng được, nhưng mà một chút đâu đó thì người ta sẽ cảm thấy nó hơi iwakan một chút, nhưng mà vẫn dùng được mọi người ạ. Các bạn có thể tham khảo ba cái ví dụ như sau nhá. Anime ga suki dakara Nihon ni kitan desu ka? Câu này nghĩa là gì nhỉ? Có phải là vì bạn thích phim hoạt hình mà bạn đến Nhật hay không? Thì các bạn thấy cái vế sau là một cái câu hỏi nghi vấn đúng không? Thì trong cái câu này chúng ta sẽ dùng dakara chứ không dùng gì nhỉ? Không dùng node nhá. Hay hay là đấy là về câu nghi vấn này, hay đằng sau mà là một cái câu mệnh lệnh thì sẽ như sau này. Abunai kara yamenasai. Câu này cái vế đằng sau đúng không? Là thể mệnh lệnh đúng không nào? Vì rất là nguy hiểm thế nên là thôi đi, đừng có làm nữa, thì cái câu này các bạn sẽ dùng kara chứ không dùng node. Và trường hợp cuối cùng là một cái câu văn mà đằng sau đưa ra một cái suy đoán đi với daro chẳng hạn. Ashita wa denkyu dakara mise ga komu daro. Thì cái câu này đưa ra một cái suy đoán ở đằng sau đúng không? Thì trong trường hợp này đúng nhất chúng ta sẽ dùng với kara, còn node thì các bạn vẫn có thể dùng gọi là phương án kiểu 50-50, nhưng mà nên là nên dùng kara thay vì node mọi người nhá. Thì đây là một cái chút lưu ý để cho các bạn có thể có được cái sự phân biệt căn bản nhất, dễ dàng nhất giữa kara và node. Ok. Tiếp theo số 3 vẫn sẽ là một cách nói mà các bạn đã học ở trong sơ cấp rồi, và nếu mà bạn nào vừa hôm trước xem clip chữ mất gốc của mình thì có thể sẽ nhận ra ngay đúng không nào? Đó là cái cách kết hợp không phải cách kết hợp, đó là cái dạng động từ chia thể T và đứng ở giữa câu. Và mở ngoặc thêm một chút, đó là cũng có thể đi với danh từ cộng với D. Thì trong cái trường hợp này thì nó cũng sẽ là chỉ nguyên nhân, và ở trong một cái câu đi với đệ hoặc là tê như thế này mà mang ý nghĩa nguyên nhân ấy, thì cái vế trước của nó sẽ thường là những cái từ hoặc là những cái động từ mà thể hiện một cái trạng thái hoặc một cái sự việc nào đó, ví dụ như là thai hư bão này, stress là căng thẳng này, kaze là gì nhỉ, là cảm cúm này, hay là jishin động đất, hay là yuki nghĩa là gì nhỉ, có thể là do bị tuyết thế nào đó, thế nên thế nào đó. Còn vế sau của nó thì sẽ thường là những cái vế câu mà thể hiện những cái trạng thái của cơ thể hoặc là của tinh thần hoặc là những cái trạng thái nào đó mà mình không thể làm gì được, ví dụ như là tsukareta, bikkuri shita, ureshi, taihen da hay là dekinai. Và một cái lưu ý nhỏ nữa đó là vế sau của nó thì sẽ không đi với những cái câu mà thể hiện ý chí, ví dụ như là shitai hay là shio. Ví dụ trong một câu như này, ví dụ bây giờ khi mà mình mệt đúng không, thì người ta sẽ không nói là tsukarete ne yo, tức là cái vế sau nó sẽ không đi với cái thể ý chí như vậy, mà ví dụ mình có thể đặt một cái câu khác như là tsukarete ugokenai to ka, vì mệt quá nên mình không thể nào mà cử động được. Đó thì vế sau nó sẽ diễn tả những cái trạng thái mà ví dụ trong trường hợp này sẽ là trạng thái mà mình không thể làm gì đó được đúng không nào. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng nhìn qua một vài ví dụ với ngữ pháp này nhá. Taifu de densha ga tomatta. Ok, là gì nhỉ? Tàu nó bị dừng vì gì đấy? Vì bão. Hoặc một ví dụ khác như là byoki de nyuin shita. Nghĩa là gì nhỉ? Tôi đã nhập viện. Đúng không nào? Tôi đã nhập viện vì bị ốm, bị bệnh. Hoặc là rất nhiều ví dụ khác. Trời, cái này dùng nhiều lắm mọi người ạ. Ví dụ như là stress de taurete shimatta. Tôi đã bị gì nhỉ? Bị gục ngã hay là bị ngất chẳng hạn cũng được. Vì bị stress này, hay là gokaku dekite ureshi, là gì nhỉ? Tôi rất là vui vì có thể đỗ. Hoặc là trong cái câu mà các bạn rất là hay nói này, đó là oshiete kurete arigato, là gì nhỉ? Tôi rất là cảm ơn vì cậu đã dạy cho tôi, đã chỉ cho tôi nhờ. Đấy, các bạn xem xong clip này cũng comment thêm một câu gì nhỉ? Oshiete kurete arigato nhá. Đấy. Đó là cách sử dụng, không phải cách sử dụng mà là cái mẫu ngữ pháp số 3, cũng là nói về ý nghĩa nguyên nhân mà các bạn có thể gặp ở trong sơ cấp. Chúng ta cùng nhau đi tiếp nhé.
Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với một cái ngữ pháp mà các bạn có thể đã gặp rất là quen thuộc ở trong chương trình N3 rồi. Đó là cái cách nói với niyote cũng đưa ra cái thể hiện là nguyên nhân kết quả đúng không? Thì cái cách nói này về căn bản nó giống với cách nói là de ở bên trên. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cách nói mà nó hơi mang tính văn viết này, khá là trang trọng. Thường các bạn sẽ có thể gặp ở trong những cái bản tin mà người ta nói ở trên truyền hình đấy, hay là những cái trong những cái bản bài báo này, hoặc là ở trong những cái bài diễn thuyết chẳng hạn. Thì bình thường nếu mà dùng trong những cái hội thoại hàng ngày, bởi vì đây là một cách nói khá là trang trọng, thì nếu mà dùng trong những cái hội thoại hàng ngày cuộc sống bình thường của chúng ta thì nghe nó sẽ kiểu hơi bị gọi là gì nhỉ, hơi bị gượng ép một chút. Thì về cơ bản cái ngữ pháp này nó không có quá nhiều những cái mà chúng ta cần phải lưu ý, mà nên là các bạn có thể tham khảo luôn những cái ví dụ mà mình đưa cho các bạn ở đây nhá. Ví dụ một cái câu phát thanh viên cô ấy nói là gì nhỉ? Tai phun niyotte kono chiiki dewa 23 nin ga shibou shimashita. Là do chứ nào? Do gì nhỉ? Do cái nguyên nhân là do bão ấy, thế nên là ở cái vùng này đã xuất hiện 23 người bị tử vong chẳng hạn. Đấy thì là trong cái bản tin thì dùng cái thể là mashita. Còn ví dụ là trong một cái mẩu tin mà viết trên báo thì người ta sẽ cho nó về thánh. Một cái văn phong kiểu kakikotoba là văn phong viết ấy, thì mình sẽ nói là gì nhỉ? Tai phun niyotte kono chiiki dewa 23 nin ga shibou shita. Ok, đó cùng một cái ý nghĩa như vậy nha, nhưng mà cái cách viết nó khác nhau theo đúng kiểu cách viết là văn viết. Và mình sẽ lấy thêm cho các bạn hai ví dụ để cho nó đầy đủ cái cách kết hợp của cái ngữ pháp này nhá. Bây giờ sẽ là một cái ví dụ mà nó đi với cả cái danh từ đằng sau. Ví dụ trong một cái bản tin chúng ta sẽ có thể nói rằng là gì ấy nhỉ? Kon kai no taifu niyoru higai wa 3 oku yen ni tashita ということ desu. Ok, đấy là cái cách kết hợp mà đằng sau nó đi với cả danh từ. Và một cái cách kết hợp cuối cùng mà mình muốn chú ý thêm cho mọi người đó là gì nhỉ? Nó ngoài có thể kết hợp đi với cả danh từ thì nó sẽ đi với cả một cái cụm danh từ nhá. Kijutsu ga hatten shita koto niyori hanareru basho kara mo jukyo ni sanka dekiru you ni natta. Thì cái câu này sẽ là gì nhỉ? Là nhờ hay là do đúng không? Bởi cái việc là gì đấy nhỉ? Bởi cái việc là kỹ thuật nó phát triển lên mà chúng ta sẽ có thể tham gia được các giờ học ngay cả khi mà chúng ta ở nơi xa nhá. Thì đó là một cái ví dụ về những trường hợp là những cái giờ học online chẳng hạn. Đó thì mình đã tổng kết cho các bạn rất là ngắn gọn về cách dùng của mẫu ngữ pháp mà chúng ta gặp ở N3 cùng mang ý nghĩa là đưa ra nguyên nhân nhá. Niyori, niyote hoặc là niyoru cộng với danh từ đằng sau. Được chưa nào? Tiếp theo sẽ là một ngữ pháp mà cách đọc nó giống với cái ngữ pháp đầu tiên mình giới thiệu trong clip này, đó là kara. Tuy nhiên cách kết hợp trong cái trường hợp này nó sẽ chỉ kết hợp với cả danh từ cộng với kara thôi mọi người nhá. Thì lý do vì sao mình lại xếp nó vào N3 bởi vì cái sắc thái nghĩa và cái cách sử dụng của nó sẽ hơi khác một chút. Về cơ bản cái ý nghĩa của nó vẫn mang ý nghĩa là vì nhá. Tuy nhiên nếu mà để mà tìm ra một cái cách dịch mà chính xác hơn sang bên tiếng Việt thì có thể nó sẽ hơi nghiêng về cái ý nghĩa là xuất phát từ xuất phát từ một cái lý do thế nào đó mà thế nào đó. Thì đặc điểm trong cái ý nghĩa của những cái câu văn mà sử dụng cái từ kara mà nó mang cái ý nghĩa là xuất phát từ cái lý do nào đó ấy, thì thường cái lý do đấy nó sẽ là một cái vạch xuất phát này, nó là một cái nguyên cớ, nguyên do dẫn đến cái đằng sau. Nên là từ cái vạch xuất phát đấy, từ cái nguyên nhân ban đầu đấy thì thường là nó sẽ có một cái sự phát triển, một cái sự thay đổi trạng thái nhất định để dẫn đến một cái kết quả cuối cùng nào đó. Ví dụ như sau này, fuchui kara daijiko ga okita. Thì trong trường hợp này mình sẽ thấy là gì nhỉ? Cái vế sau là một cái gì đấy, một cái vụ tai nạn lớn nó đã xảy ra đúng không nào? Thì mình sẽ thấy là cái vế trước nó sẽ là từ cái sự bất cẩn đúng không? Thì mình sẽ hiểu là cái sự bất cẩn nó là một cái nguyên nhân ban đầu và dần dần nó tích tụ lại, nó lớn lên và nó dẫn đến ra một cái gì nhỉ? Một cái sự cố hay một cái tai nạn lớn xảy ra. Hay là một ví dụ khác như là stress kara utsubyo ni natte shimatta. Nghĩa là gì nhỉ? Cái cụm từ đằng sau gì đấy là tôi đã bị gì nhỉ? Bị bệnh tự kỷ đúng không? Thì bây giờ cái vế đằng trước là stress, thì cái lúc này cái sự gọi là stress ấy nó sẽ là một cái nguyên nhân, là một cái gọi là một cái yếu tố ban đầu xuất phát điểm và nó dần dần nó tích tụ lại, nó lớn lên và nó dẫn đến cái sự việc, cái kết quả cuối cùng là dẫn đến cái sự việc gì nhỉ? Bị bệnh tự kỷ đúng không? Thì các bạn để cho mình nhá, đó là về cơ bản trong những cái trường hợp sử dụng với kara mang ý nghĩa như thế này thì các bạn có thể sử dụng bằng cái cách nói là de mà mà mình đã giới thiệu ở trong cái cách nói số 3 ấy mọi người. Đó, tuy nhiên thì các bạn nhớ nhá, về cái cấu trúc, cái ý nghĩa của nó là xuất phát từ cái lý do thế này. Thế nên nếu cái vế đằng sau nó không phải là một cái kết quả hay là một cái sự việc nó đã xảy ra do xuất phát từ một cái gọi là một cái trạng thái mà nó đã tích tụ dài giống như bên trên ấy, thì mình sẽ không dùng với cả kara mọi người nhá. Mà trong những cái câu mà cách sử dụng của de thì các bạn để ý lại này. Yuki de densha ga tomatta. Thì cái sự việc là tàu nó dừng thì nó là cái nguyên nhân là gì nhỉ? Là do tuyết thôi. Thì
các bạn để ý nhá, cái mối quan hệ giữa hai cái này nó không phải là một cái mối quan hệ của sự phát triển, của sự gì nhỉ, của sự thay đổi dần dần. Thế nên là trong cái lúc này với những cái câu như này thì chúng ta sẽ không dùng với là đệ. Đó thì nó hơi khó một chút, nó hơi khó, tức là để mà cố phân tích ra thì cảm giác nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà các bạn cứ hiểu đại khái về cách sử dụng của kara thì mình sẽ hiểu là xuất phát từ những cái lý do nhỏ nhỏ như này mà cuối cùng đã dẫn đến cái kết quả to to hay nào đó nhá. Và cũng giống như đệ thì cái sau cái mẫu câu của kara này chúng ta sẽ không sử dụng cái gọi là những cái động từ mà chia thể ý chí veyo toka desne. Như vậy là xong một cái ngữ pháp tiếp theo. Rất là thú vị đúng không mọi người? Những cái nhỏ đấy hy vọng nó sẽ trở thành cái mà các bạn cảm thấy hay khi mà học tiếng Nhật. Được chưa nào? Tiếp theo trong chương trình N3 có hai cái cách nói mà các bạn gặp rất là nhiều rồi, cùng mang ý nghĩa là thể hiện là nguyên nhân đúng không nào? Đó là seide và okagede. Thì seide có nghĩa là chỉ tại. Chỉ tại thì làm sao? Thì đằng sau nó sẽ thường là những cái kết quả mà không tốt. Còn okagede có nghĩa là nhờ có, thì đằng sau sẽ thường là những cái kết quả mang ý nghĩa tích cực. Được chưa nào? Với hai ngữ pháp này thì mình có một cái lưu ý nhỏ cho mọi người ở về mặt cái hình thức của câu văn ấy. Đó là bởi vì đây vốn dĩ là những cái cách nói mà nó thể hiện nguyên nhân cho một cái sự việc sao nào nó xảy ra, thế nên là thường là cái vế sau của nó sẽ không bao giờ đi với những cái câu mà chia thể gọi là thể ý chí nhá, thể hiện cái ý chí của người nói chẳng hạn. Ví dụ như câu sau này, Shin kata corona ga ekaku ga konakatta seide, thì vế đằng sau chúng ta sẽ thường là dùng cái câu mà gọi là đơn giản chỉ là kể lại cái sự việc thôi, cái sự thật đấy thôi. Đó là gì nhỉ? Đó là mise ga tsubureta, là gì nhỉ? Vì khách không đến do corona thế nên là bây giờ cái cửa hàng nó bị đóng cửa đúng không nào? Thì các bạn thấy là gì nhỉ? Ở vế sau bao giờ thì nó chỉ đơn giản là đưa ra cái kết quả của một cái sự việc đấy thôi nhá, chứ không dùng cái cách nói thể hiện thể ý chí là tôi sẽ thế này thế kia. Ở trên nào? Ok, đấy là lưu ý lớn nhất liên quan đến okage de và se de. Và từ đó thì mình có thể rút ra cái cách sử dụng của hai cái mẫu ngữ pháp này, đó là đây vốn dĩ là những cách nói mà trong đó nó sẽ chứa một chút cái cảm xúc của người nói đúng không? Nhờ có hay chỉ tại đúng không? Hay là đưa ra những cái đánh giá của người nói. Thế nên là với những cái câu mà nó đưa ra những cái sự thật khách quan thì nó sẽ không thường được hay sử dụng lắm ở trong những cái văn phong như là báo chí, chính luận hay là luận văn chẳng hạn. Mà ngược lại thì nó sẽ thường được sử dụng ở trong những cái văn nói hàng ngày của chúng ta, khi mà những cái cách nói, những cái câu nói mà chúng ta muốn thể hiện cái cảm xúc của mình trong đó, hoặc là ở đâu đó chúng ta có thể gặp ở trong những cái tác phẩm văn học, hội thoại giữa các nhân vật chẳng hạn. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn ví dụ với hai mẫu ngữ pháp này nhá. Đầu tiên sẽ là với seide thì có thể như sau này, đó là watashi no misu no seide. Kaisha ga sonshitsu o dashite shimatta. Nghĩa là gì nhỉ? Vì cái lỗi sai của tôi mà, chỉ tại cái lỗi sai của tôi mà gì nhỉ? Mà công ty đã gì nhỉ? Có gọi là gặp phải những cái tổn thất. Còn ngược lại với okage de thì chúng ta thấy là cái câu văn nó sẽ rất là tích cực đúng không? Với cái, những cái kết quả tích cực. Thế nên là tiếng Việt mình mới dịch thành là nhờ có mà, đúng không nào? Ví dụ như là tetsudatte kureta okage de sakyo ga hayaku owatta yo. Arigato. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Nhờ có đúng không? Nhờ có cậu đã giúp đỡ tôi thế nên là cái công việc nó đã có thể hoàn thành kết thúc được sớm nhanh chóng đúng không? Rất là cảm ơn cậu đó nhá. Thì đấy là hai cái ví dụ dành cho seide và okagede. Và có một cái cụm với cả từ okagede thì chúng ta thấy là có một cái cụm từ là gì nhỉ? Okage sama de. Chúng ta rất là hay nói trong cuộc sống hàng ngày đúng không nào? Là gì nhỉ? Nhờ ơn trời, thế nên là đằng sau bao giờ cũng là một cái sự việc nào đó nó được kết thúc ở trong cái ý nghĩa là tiêu cực tốt nhá. Tiếp theo sẽ là một cách nói cũng là đưa ra cái nguyên nhân lý do mà các bạn có thể gặp ở trong chương trình N3, đó là tameni hoặc là tame. Ok. Thì đây vốn dĩ là một cách nói cũng là đưa ra cái nguyên nhân, chúng ta vẫn dịch là vì, do, bởi thôi. Nhưng mà sẽ là một cách nói mà không được gặp nhiều ở trong văn nói hàng ngày, mà chúng ta sẽ có thể gặp nhiều ở trong những cái văn phong mang tính chất nó trang trọng một chút, ví dụ như là tin tức báo chí này, hay là luận văn, hay là tiểu thuyết chẳng hạn. Đó thì có thể bạn sẽ gặp ở trên ví dụ như trên báo chí chẳng hạn sẽ có một cái dòng như thế này. Kotoshi no natsu wa atsukatta tame ice cream ga yoku ureta desu ne. Nghĩa là gì nhỉ? Vì cái mùa hè năm nay rất là nóng thế nên là kem nó bán rất là chạy. Đó nhá. Hoặc là một câu mà các bạn có thể gặp ở trong tiểu thuyết chẳng hạn, ví dụ như là kanojo wa karada ga fujiyu na tame ido no sai ni wa kuruma isu o tsukatte iru. Cô ấy là vì gì nhỉ? Vì lý do là cô ấy bị khuyết tật thế nên là khi mà di chuyển thì cô ấy sẽ phải dùng cái xe lăn. Đó thì một cái câu đưa ra một cái mối liên quan vì nên như vậy mà các bạn có thể gặp ở trong tiểu thuyết, cái văn phong như vậy. Chứ còn trong thực tế hàng ngày thì các bạn thì nói kara thôi được rồi. Chúng ta cũng có thể nghe thấy một cô phát thanh viên nói ở trên bản tin cũng dùng cái từ tame này khi mà đưa ra cái lý do này, ví dụ như sau này.
高速道路は乗用車同士の事故のため10キロ渋滞しています。Nghĩa là gì nhỉ? Ở trên đường cao tốc thì bây giờ vì có tai nạn giữa các xe với nhau thế nên là gì nhỉ? Đang xảy ra cái chuyện là bị gì đấy? Bị tắc 10 km liền. Đó nhá, thì đây lại mình lấy thêm một cho các bạn một cái ví dụ với cả cái cách kết hợp là với danh từ nhá. Ok chưa nào? Và cuối cùng một chút lưu ý nhỏ để các bạn có thể không bao giờ dùng sai với cái từ tame này, đó là các bạn nhìn cho mình ba câu trên bảng nhá. Mọi người thấy để ý là gì nhỉ? Cái vế đằng sau là những cái câu mà thể hiện mệnh lệnh, ý chí, hô hào, lời khuyên đúng không nào? Thì đây sẽ là những cách nói mà cái vế đằng sau như thế này á thì các bạn sẽ không dùng với tame mà các bạn dùng với kara cho mình nhá. Hay thì lại là một cái chút lưu ý nhỏ cho các bạn để gọi là phân biệt về mặt hình thức để chúng ta không bao giờ bị dùng sai về cái từ tame này nhá. Tiếp theo cũng trong chương trình N2, không biết là khi mà các bạn học ngữ pháp các bạn đã bao giờ gặp những cái câu ví dụ của một cái ngữ pháp nào đó như thế này chưa nhỉ? Đó là amari no odoroki ni koe o ushinatta, là tôi đã mất, gọi là không nói được gì đúng không? Không nói được gì vì quá là bất ngờ sửng sốt. Hay là ureshisa ni tobi agatta, là gì đây nhỉ? Là tôi đã nhảy cẫng lên vì quá sung sướng. Thì đây cũng là một cách nói mà nó thể hiện cái ý nghĩa là vì, mọi người ạ. Và thường cái cách sử dụng của cái mẫu ngữ pháp này thì nó sẽ thường là gì đấy? Thể hiện những cái trạng thái của cơ thể hoặc là những cái trạng thái của cảm xúc của con người trước một cái sự việc nào đó. Và đặc biệt là nó rất là hay dùng trong những cái câu mà khi mà người ta thể hiện những cái trạng gọi là những cái trạng thái cảm xúc phản ứng ngay lập tức trước cái sự việc đấy nhá. Với cái mẫu ngữ pháp này thì gần như nó không có nhiều lưu ý đặc biệt gì cả. Cái cách sử dụng của nó thì thường là chỉ giới hạn trong những cái câu mà thể hiện cái cảm xúc như vậy thôi. Và cái vế câu đằng sau ấy thì nó sẽ thường không hay đi với những cái câu mà thể hiện ý chí, thể hiện chia ở thể veo, gọi là thể ý chí như vậy ấy, mọi người nhá. Hay thì đó là một cái ngữ pháp rất là ngắn gọn thôi của N3, mình nhắc lại một chút để cho các bạn nhớ nhá. Tiếp theo cũng trong chương trình N2 nhé mọi người nhá. Hôm trước mình đi ở cạnh gần nhà mình thôi, thì mình có gặp một cái biển như thế này. Các bạn đọc được cái chữ Hán này không? Là gì đấy? Hinanzuro nitsuki chusha genkin, nghĩa là gì nhỉ? Vì đây là đường gì đấy, để đường để đi lánh nạn, thế nên là nghiêm cấm là đỗ xe. Đó thì trong chương trình N2 chúng ta có một cái ngữ pháp rất là quen thuộc, đó là danh từ cộng với nitsuki. Và mình tin chắc là nếu mà các bạn mà đã từng ở bên Nhật á, hoặc là đang ở bên Nhật, thì các bạn có thể bắt gặp cái cách nói nitsuki này rất nhiều ở trên các biển hiệu, giống như trong một cái clip mà mình vừa mới chia sẻ, hay là ở các biển hiệu ở nhà ga này, hay là ở những cái nơi mà họ đang làm công trường này này, hay là ở những gọi là rất là nhiều. Hoặc cũng sẽ là một cách nói mà có thể gặp ở trong mail hoặc là trong thư nữa. Thì các bạn nhớ nhá, đó là danh từ cộng với nitsuki, mang ý nghĩa là chỉ nguyên nhân, lý do, đặc biệt dùng trong những cái câu mà đưa ra nguyên nhân, lý do của một cái thông báo nào đó. Và cái mẫu ngữ pháp này thì thường không được dùng nhiều trong giao tiếp đâu, mà nó chỉ dùng mà chúng ta sẽ gặp nhiều nhất ở trong những cái trường hợp mà mình vừa mới nói ở trên thôi nhá. Đó, ngắn gọn như vậy thôi nhá, để các bạn nhớ lại. Hay, và chúng ta cùng nhau đi đến ngữ pháp tiếp theo nhá. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đi nốt với hai cái ngữ pháp cùng diễn tả cái lý do mà các bạn sẽ có thể gặp ở trong chương trình N1. Đầu tiên sẽ là toate. Thì đây là một cách nói cũng là đưa ra cái nguyên nhân thôi, vì thế nào đó. Nhưng mà thường nhá, thường sẽ là cái vế trước sẽ là một cái tình huống đặc biệt nào đó, và cái vế sau nó sẽ đưa ra một cái sự việc nó xảy ra gần như là tất yếu, gần như là rất là dễ tưởng tượng trong cái gọi là cái hoàn cảnh mà người ta đưa ra ở cái trước cái từ toate đấy. Thì đây là một cách nói nó sẽ hơi mang tính chất là trang trọng một chút, nên là chúng ta sẽ gặp ở trong những cái văn phong như là trong bản tin này, hay là các tiểu thuyết này, trong văn nói cũng có thể dùng, thế nhưng mà nó sẽ hơi có gì đó chút trang trọng mọi người ạ. Nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua một cái vài cái ví dụ để các bạn hiểu được là cái bản chất của cái lý giải mà mình vừa mới giải thích cho mọi người rằng là gì nhỉ? Cái vế sau sẽ thường là cái mà cái sự việc nó xảy ra thường gần như là tất yếu trong những cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Thì bây giờ ví dụ thử như thế này nhá. Denkyu toatte kanko chi wa hito de nigiwatte imasu. Ở trên một cái bản tin tức chẳng hạn, người ta đưa một cái thông tin như này, thì bây giờ gì nhỉ? Vì là những cái ngày nghỉ liên tiếp đó, thế nên là đây một cái tình huống, một cái hoàn cảnh đặc biệt nào đó đúng không? Và cái vế đằng sau là gì nhỉ? Ở những cái nơi du lịch thì rất là đông người, nhộn nhịp mọi người ấy, thì mình sẽ thấy là gì nhỉ? Cái vế sau ấy, cái việc mà có nhiều người tập trung ở những cái nơi du lịch, thì nó là một cái điều dễ hiểu, rất là dễ tưởng tượng trong một cái hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như là gì nhỉ? Là cái ngày nghỉ lễ chẳng hạn. Hoặc là một ví dụ khác như là kono mise no shouhin wa subete tezukuri toatte nedan mo yaya takai
Câu này nghĩa là gì nhỉ? À, cái cửa hàng này tất cả những cái sản phẩm của nó thì là vì gì nhỉ? Vì đều là làm bằng tay, thế nên là cái giá của nó cũng sẽ hơi cao hơn một chút. Thì các bạn thấy là gì nhỉ? À, vì là làm bằng tay thì cái vế đằng sau ấy, cái việc mà giá nó cao ấy sẽ là cái mà chúng ta rất là dễ hình dung, cái mà chúng ta cảm thấy rất là thuyết phục khi mà gì nhỉ? Vừa có cái lý do đằng trước như vậy. Thì đấy là cái cách sử dụng của toate mà chúng ta sẽ có thể gặp cái ngữ pháp này ở trong chương trình N1 nhá. Và cuối cùng sẽ là cách nói cuối cùng mà chúng ta có thể gặp ở trong N1, đó là yueni. Thì đây là một cách nói mà nó hơi mang tính chất trang trọng và là cái cách văn phong cổ mọi người ạ. Thế nên là nếu mà có gặp, chúng ta sẽ có thể gặp ở trong những cái bản cái gọi là văn phong luận văn này, hay là trong những cái tiểu thuyết này. Ở trên báo thì ví dụ trong những cái chuyên mục mà kiểu là xã luận, khi mà người ta bàn bạc về một cái vấn đề gì đó ấy, thì có thể các bạn sẽ cũng có thể gặp cái cách nói này. Tuy nhiên thì trong những cái mẩu tin thông thường hay là trong những cái viết mail, thư tín các thứ chẳng hạn thì cũng không gặp cách nói này đâu, bởi vì đây là một cách nói rất là cổ mà nhá. Thì có thể có những cái ví dụ như sau này, đó là shiranakatta yue no ayamachi daga ima demo koukai shite iru, là gì nhỉ? Mặc dù là một cái lỗi lầm, một cái lỗi sai mà gì nhỉ, do tôi không biết, đúng không, do tôi không biết nên là gây ra thôi, thế nhưng mà ngay cả đến bây giờ tôi vẫn rất là cảm thấy hối hận. Đó, hay là một ví dụ khác nhá. Một cái câu mà chúng ta có thể gặp ở trong tiểu thuyết chẳng hạn, ví dụ như là mazushisa yue ni nusumi o hataraita, tôi đã làm cái công việc là ăn trộm, đúng không, do cái nguyên nhân, bởi cái nguyên nhân là gì nhỉ, vì nghèo quá, đúng không nào. Như vậy đến đây là chúng ta có thể kết thúc xong 12 cách nói thể hiện nguyên nhân lý do trong tiếng Nhật mà các bạn có thể gặp khi mà học tiếng Nhật từ N5 lên đến N1. Và cuối cùng, giống như lần trước, để cho clip có chiều sâu hơn và mang tính tổng hợp hơn, thì mình sẽ để lại cho các bạn một cái bảng như thế này. Cái bảng này thì sẽ list lại 12 cái mẫu ngữ pháp của chúng ta và chia theo các cột. Cột đầu tiên đó là về gọi là hình thức kết hợp, đúng không nào? Cột số 2 đó là cái vế sau. Được chưa nào? Cái vế sau nó có cái lưu ý gì thì mình cũng sẽ để vào trong này, xong đánh dấu cho các bạn nhìn thấy nhá. Tiếp theo là một cái phần là chú thích mở ngoặc thêm, đúng không? Và cuối cùng sẽ là cái gọi là những cái giới hạn liên quan đến tình huống sử dụng chẳng hạn. Thì mọi người có thể nhìn quan sát trên này, có thể để chúng ta có thể nắm một cách rất là rõ ràng với cái tổng quan 12 cái ngữ pháp ngày hôm nay nhá. Thì đầu tiên đó là với cái ngữ pháp là liên quan đến karasne, thì nó không có cái gì đặc biệt cả. Trong cái vế sau ấy, kể cả những cái câu mà liên quan đến thể hiện sự ý chí này hay là mệnh lệnh các kiểu thì chúng ta vẫn dùng được. Node thì về sau cũng có thể dùng những cái cách nói mà thể hiện ý chí, nhưng mà đặc biệt một cái là gì nhỉ? Ý chí ở đây là chỉ dùng là ở trong những cái vế câu mà nó mang tính chất là nhờ vả này, hay là xin phép thôi nhá. Và tiếp theo là cách nói với đệ thì nó sẽ không có một cái giới hạn gì liên quan đến cái vế sau. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn cho mình từ số 3, số 12, về cơ bản cái vế sau nó sẽ không đi kèm với những cái câu mà thể hiện ý chí, mệnh lệnh, khuyên răn, khuyên dụ, khuyên nhủ gì cả nhá. Về cơ bản nó sẽ như vậy nhá, cũng sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà về cơ bản nếu mà để thống kê một cách gọi là gì nhỉ, một cách gọi là cơ bản nhất, thì các bạn có thể thấy là về mặt hình thức thì vế sau nó ít khi đi với những cái câu nói mà thể hiện ý chí, mệnh lệnh. Ok. Đó, các bạn sẽ nhìn thêm cho mình ở về cái phần đầu tiên mình cũng đã tổng hợp cho các bạn về cái gọi là cái hình thái mà nó thể hiện ở trong câu rồi, đúng không? Còn lại với ví dụ ở cái ngữ pháp số 4 thì trong cái văn cảnh sử dụng thì đây là một cách nói nó hơi mang tính chất là gì nhỉ? Văn nói văn viết này. Ok. Số 5 kara thì nó sẽ không có gì đặc biệt cả. Số 6, số 7 thì cde và okagede thì nó đều có những cái chú ý, đó là gì nhỉ? Ở trong cái cách nói này cùng diễn tả cái lý do, nhưng mà nó có một chút cái cảm xúc của người nói, thế nên là khi mà dịch sang tiếng Việt mình mới có thể dùng những cách nói khác là chỉ tại hay là nhờ có, đúng không? Trong cái từ chỉ tại nó có một chút cảm xúc là gì nhỉ, là hơi trách móc, đúng không, hơi tiếc nuối về cái sự việc không tốt chẳng hạn. Còn cái nhờ có thì là gì nhỉ, trong đó có một chút cái cảm xúc hàm ơn của người nói khi mà đã đạt được cái kết quả tốt gì đó chẳng hạn, đúng không nào. Hay, và cả hai cách nói này thì làm sao nhỉ, thì đều có thể sử dụng, vừa dùng trong văn viết văn nói đều được nhá. Tuy nhiên thì trong những cái câu mà nó thể hiện một cái sự thật nào đó thì người ta sẽ không có dùng, được chưa nào? Hay, tiếp theo thì với cái từ tame desu ne, tame thì đứng cuối câu nó có thể đi thành tameda desu ne, và đây một cách nói mà nó về sau bao giờ nó phải thể hiện một cái sự thật nào đó nhá, nguyên nhân dẫn đến một cái sự thật, một cái sự việc nào đó, được chưa nào? Rồi tiếp theo ni không gì đặc biệt cả, nitsuki thì chúng ta thấy là cái văn cảnh sử dụng nó sẽ thường là ở trong những cái tờ giấy dán này hay những cái bức mail, vân vân. Ok, toate thì nhớ là gì nhỉ?
đó là cái vế sau nó cũng giống như cái những cái bên trên không đi với những cái câu mà thể hiện ý chí mệnh lệnh, mà cái cách dùng của nó sẽ thường là gì nhỉ, đưa ra một cái hoàn cảnh nào đó, và vì cái hoàn cảnh này mà nó sẽ dẫn đến một cái gì nhỉ, một cái nguyên nhân, một cái sự việc nào đó mà chúng ta có thể dễ hiểu, dễ tưởng tượng khi mà nhắc đến cái hoàn cảnh ở trước đó, được chưa? Ok, thì cách nói này thì sẽ thường dùng trong những bản tin này, văn nó cũng có thể dùng nhưng mà nó sẽ hơi mang tính chất trang trọng một chút, hay là trong những cái phần luận văn, đúng không nào, luận văn hay là gọi là xã luận đấy. Còn lại về cách dùng thì chúng ta sẽ có thể thấy là nó hay gặp ở trong những cái phần tin tức này, hay là phần trong văn nói thì cũng có thể dùng nhưng mà nó sẽ hơi trang trọng một chút, đúng không nào? Ok, và cuối cùng you and nhị thì các bạn nhớ đó là cái cách nói này là một cách nói mà nó rất là cứng, và đặc biệt hơn nó còn là một cái cách nói văn cổ nữa, cái hành văn nó khá là cổ nữa, thế nên là nếu mà có gặp thì chúng ta sẽ thường chỉ gặp ở trong gọi là gì, trong tiểu thuyết văn học hay là luận văn thôi, được chưa nào? Ok, đấy là một cái bảng tóm tắt căn bản cơ bản để các bạn có thể có một cái hình dung có thể mang ra ứng dụng được luôn đấy mọi người nhá. Hay như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết bài giảng ngày hôm nay rồi mọi người ơi. Hy vọng là những gì mà mình đã chia sẻ tổng hợp cho các bạn trong clip ngày hôm nay sẽ có ích cho mọi người, và mọi người sẽ không cảm thấy lãng phí khi dành ra bao nhiêu phút để xem clip của cô Thanh nhá. Hay và ngoài ra cho mình quảng cáo một tí nhá, nếu mà bạn muốn học tiếng Nhật theo một cái lộ trình bài bản, có thể học qua app, qua website, theo một cái hệ thống bài giảng nó đầy đủ chỉnh chu theo từng khóa học N5 đến N1, hoặc là tham gia các lớp học trực tiếp cùng với mình, với thầy Dũng, thầy Nghĩa, cô Hiền và các thầy cô giáo khác ở Dũng Modi qua Zoom đấy, thì các bạn hãy để lại gọi là gì nhỉ, liên lạc với chúng mình để cùng nhau tham gia các lớp học trong kỳ thi tháng 7, thì cái khóa luyện đề là tuần này khai giảng rồi đúng không? Vẫn có thể tham gia được đấy nếu mà bạn vẫn đăng ký kịp. Nhưng mà còn lại thì sẽ còn là những cái khóa để cho cái kỳ thi tháng 12 sắp tới, nên là rất là hy vọng sẽ được gặp các bạn ở trong những lớp học cùng với mình tại Dũng Modi nhá. Hay, và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip tiếp theo. Và cuối cùng, nếu các bạn mà có một cái kiến thức gì hay là một cái series clip gì mà các bạn muốn mình làm tiếp, hay là cũng là trong cái series tổng hợp này mà các bạn muốn mình tổng hợp thêm một cái gì đấy, thì các bạn cứ đừng ngại comment xuống bên dưới nhá. Hay, bên mình sẽ tìm được những ý tưởng hay hơn từ trong những cái comment của các bạn thì sao nhỉ? Ok, và hẹn gặp lại các bạn nhá. Mình đã sẵn. Bye bye.